Xin chào mọi người, bữa nay mấy dân cháu làm món canh chua cá ngát. Món canh chua cá ngát nè mọi người. Cái cá, con cá này là mua còn sống mà người ta mặn rồi cho nên nó mới chết nè. Mặn rồi á. Ai cho nó ngậm hai trái ớt vậy? Dì sao cho ngậm hai ớt nè, gọi đi. Đây, bên đây mình có bông điên điển, lục bình và rau nhút thôi. À, bông điên điển ngon quá trời luôn nè. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, tìm du điệu hát dòng hò trên môi. Sao hát thì sao rồi? Miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước lũ ơi đừng về. Với màu điên điển say mê, vàng trong ánh mắt vô về bước chân nào đi rồi thôi. Sao đi sao? Hết rồi. Sôi cho sạch nhất. Tấm trắng dòng họ nó mình đang chiên trắng cho nó nọ chứ đâu trắng đó đó dạ nhớ hả à. Cá này giống cá chê dữ ta, cá này làm cá quá cá ngát, cá ngát ngát hay ngát không, cá ngát cá đúng rồi giống thịt cá chê kìa, nó dòng họ cá chê mà cá chê thì nó có hai cạnh à. Còn con cá này nó có ba cạnh à. Nó chơi hai gai hai bên, còn cá này chín gai. Thêm miếng muối cục vô nữa. Thịt nó ngon hơn cá chê. Giờ mình cắt con cá ra nha. Làm ba thôi. Đu dày quá. Gáo chẳng dừ màu xanh tươi, tôi đứng nhìn ngẩn ngơ, sao gáo giống đời mình nên đánh mất một cuộc tình. Phải chăng kiếp nào tôi là gáo nhúc, là gáo nhúc thiệt luôn, yêu đơn phương trong bóng đêm dịu im, ngồi một mình miên man nỗi nhớ. Tôi trách sao ai nỡ quên tình tôi. Cho dầu vô chảo nha. Cho tỏi vô. Cho cá ngát của mình vô. Cá này là nấu ăn chua là ngon nhất. Mới có lạ. Có hai món. Nhưng mà thường là nấu ăn chua ngon nhất. Bây giờ mình sẽ cho nước dừa và nước lạnh vô nha. Rồi, dặn cho sôi lên đi, mình hãy vô thêm gia vị. Nước sôi mình cho vô đây ít hạt nêm. Mình nêm ra cho dừa đi rồi thôi mình hãy thêm muối sao để thôi nó mặn. Bột ngọt nè, miếng đường cho ngọt, 2 muỗng rưỡi nước me mình dặm me chua. Rồi lấy cái gỗ lược mình lược lại cái gung 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 đấy. Rồi mình cho cà chua với đậu bắp vô. Cho ớt và ngò gai vô. Rau niêm mình vô hết luôn nha mọi người. Thôi ngó ta. Xong nữa. Mẹ bỏ miếng da mình vô luôn. Rồi mình cho lục bình với lại vô nhúc. Rồi, nhúc. Còn bông điên điển thì chừng nào ăn mình bỏ vô mình nhúng cái mình ăn. Nó mềm màu chín á. Bỏ sau ha. Ủa cái lục bình. Nắp luôn
tao bỏ cho nghe con nha. Rồi đây là bông điên điển đó, mình hát là bông điên điển gì sao? Bông điên điển hay vô? Dùng sao hát hay không? Tính không cho ăn cá, bỏ bông điên điển cho chân tôi không cho. Bởi vậy, kêu Dưỡng Sáo mà Dưỡng Sáo đâu có hát được, cái Dưỡng Út không biết hát luôn. Dưỡng Út hát rồi. Rồi em bắt bài ra nè. Em đi lấy chồng đó, rồi anh hát đi tiếp. Về nơi xứ xa, chim gu điệu hát. Đêm gu điệu hát chim chích mẹ rồi đó. Hò mênh mang miền Tây xanh sắc mây trời phù sa nổi. Thôi mình hát ghê quá. Thôi hát ghê quá. Ghê thiệt mà. Mày với đây ghê như là canh chua thì phải có muối ớt. Sau đó mình rưới cái nước canh chua của mình lên là ngon lành. Mọi người ăn canh chua cá ngát, bông đi điển, rau nhút, lục bình cùng cả nhà có tiên nghe. Trời ơi, còn dùng cổ nữa. Cái này như canh chua thập cẩm vậy đó mọi mà người ơi. Mọi người ăn canh chua mà, với mà nó chưa đủ thập cẩm thôi. Chị em của mình nha. Rồi rồi. Canh chua cá ngát ở đây mua cũng khó lắm mọi người. Lâu lâu mới phải cái dùng mình nước ngọt. Dùng nước ngọt. Liên điển gì đó. Đây là món cá ngát này là về đây mình ăn thấy ngon. Ăn đại đi em ơi, ăn đại đi mẹ, ăn đi. Tới đây dân miền biển mà ăn cá ngát còn mình dân nước ngọt. Ăn thử rồi. Là nhìn giống cá chê quá nè. Dòng họ cá chê mà nhưng mà nó ở nước mặn. Mẹ để đi, mẹ để đi. Dòng họ mà thất lạc nha. Này em đắp cho mẹ không nha. Không có bà con gì đâu. Thôi ăn đi, thôi con nuôi mẹ mà. Đang đắp cho mẹ nó hối gì. Miếng cá ta mới nấu chín thơm chết thôi thôi thôi. Bông điên điển mọi người. Ăn cá ngon. Đi mấy giờ. Dạ. Chứ thấy là mình chiếm lĩnh cái miếng rau nó ngon. Bông điển chứ đi. Mình bơi mình đưa lục bình về đây đâu. Lục bình cho về đây con. Đó thấy không? Hai thằng này ăn đầu đi. Trời, để đầu mới ngon á. Cá mới ngon á. Mới ngon á. Trai thì Trung Hiếu làm đầu. Đó rồi, thôi mình ăn cái đầu đi. Mà cái này không gái hay gái thì in cái màn là ăn cái mình thôi chứ không có. Câu câu mình cái đuôi. Con cá ngon có cái đầu đó mẹ. Đây, chị thôi lấy lại đi. Bông điên điển nè. Tiên ăn khoái ăn món này lắm. Cái này là rau đặc trưng của miền Tây mình. Này, rất là em lên đây em nằm ở trên bãi lục bình đi em. Nên nó lắc gáp vô cho thành con ngon không Tư? Ôi, con ăn cái má nè. Má ăn cá này mới ngon. Đúng rồi, đúng rồi. Ngon lắm á. Biết ăn dữ ta. Trời ơi. Chấm miếng mưa. Vụ gì chứ ăn khôn lắm à. Ăn như thịt dài, dài dài. Béo dữ. Không ngắt nấu bình tươi hết sảy. Ngon quá à. Ngon thiệt không kia. Nhưng mà nó ăn nóng nóng vậy nè. Chứ mình để nguội rồi nó tanh. Đúng rồi, nó tanh lắm, nó thật tình. Như là đang đói ăn gì cũng ngon. Ăn cầm rau nhút nè. Nó mà ngon rồi. Tuy nói đúng rồi, đói là ăn gì cũng ngon. Ăn cơm nguội cũng ngon. Vậy mời em lên nè. Sáng quả đó tới chiều luôn. Trong ngon nhút này lúc nãy vừa hát vừa lặt hay sao mà ngon hơn bình thường ta? Ngọt hơn hả? Biết sao ngon hơn, lặt còn sót, nó dài, lo hát. Ngon. Giờ ai hát lặt? Tết thì nhà người ta ca dùng cổ 6 câu. Sao còn dùng cổ? Nó hát ca từ sáng giờ hơn 6 câu rồi đó. Bắt ca dân lầu. Chắc 60 câu rồi chứ 6 câu gì? Cổ 6 câu. Bây giờ cai sóc cao là người ta ngủ người ta đi về. Hay là cao quá thì lâu quá. Lâu quá. Thường thường là 2 câu à. Không ai dành mít được luôn ha. Đắp đi cho nguội ăn cho sợ ngấm quá. Mà bỏ bông điển cho anh sóc. Đi ha. Rồi bỏ bông điển. Bông điển. Quéo quéo ăn được rồi. Bỏ vô là chín luôn đó. Cái này chín nó trời không ngon. Bông điển bỏ vô ngon. Bông điển màu vàng nè. Ăn đó lên vàng. Ăn bông điển nhớ mùi nước nổi ha. Nhớ một phim mà phim Việt Nam mà cánh đồng quan á. Ừ. Hay hay ha. Ủa nhớ hay. Người ta mùi nước nổi có bông nguyên điển mà sao tháng hạn có bông nguyên điển kìa. Này con trà lạnh mà Tứ. Trà lạnh mà. Lạnh mà có hả? Ừ. Con lạnh mà. Vậy chứ qua hết trà lạnh rồi. Có câu hát gì người ơi nước nổi đừng về. Cái bản bông điển đó. Nhớ màu điên điển say mê. Vàng ăn cho có vàng. À, ngon quá. À, điên điển màu vàng, ớt màu đỏ thôi mình ăn đó. Cái câu mà ăn bông mà điên điển nghiêng mình nhớ đất quê đó. Trồng xa bà đã vô có, đó. Có mà về đó. Tại vì xa quá đâu có về được. Sao giờ sao vậy được.
Chứ bà, mấy bạn mà lấy chồng xa mà Tết này mà không được về nhà bố mẹ được ăn Tết chắc buồn. Mà nó ở quê mà có bông điển thì ăn cho nên. Tại vì Tiên đã trải qua rồi nên Tiên biết rồi. Có gì không có bằng ở đâu bằng quê hương của mình. Ừ. Tết mà quê hương lúc nào cũng muốn về nhà bố mẹ mình ăn Tết rồi. Nơi chung nhau các giống là nhân kỷ niệm của mình. Ừ. Đi bất cứ chỗ nào thành thì vui vẻ nào cũng không bằng cái quê của mình. Ờ đúng rồi đúng rồi. Quê hương mình. Ừ. Giờ về nhà ăn mắm, ăn cá khô, có khô khô mà cũng vui. Ừ. Về quê ăn mắm với cà cũng vui mà ha. Ừ. Mà không mặn thì cũng cà cà, không mặn thì cũng tà tà cà với mắm mà. Lắm, tắm mắm với cà, mặn là tà, cũng cà với mắm. Như mẹ. Ra cửa. Bữa nay em bỏ ớt rồi. Ngon ha, bà công nhận cá ngát nó canh chua ngon thiệt ta. Ngon chứ, nó đặc sản đó. Cái này cũng là đặc sản dùng cà, dùng nước mắm. Mà tại em nấu mới ngon á. Người nấu nữa. Biết ăn chưa giờ bỏ đói cũng ngon. Bị bỏ đói quá mà. Bún này quá, ba cháy luôn. Cái này con tàu ba cháy vậy mà. Ngon bá cháy mà. Ngon bá cháy mà. Có miền Tây người ta mà. Có miền Tây mà. Miền Tây người ta. Bá cháy mà thêm con nữa. Bù chét. Bá cháy bù chét. Bá cháy bù chét không? Còn con này là con cá bự chà bá. Cá bự chà bá luôn. Cá bự chà bá luôn. Thường mà cắm câu trong lưới dính chảy con nào trời ơi nó chảy cá chà bá luôn. Cá chà bá. Cá bự chà bá chứ mà con nào không thấy là nó bự à. Ngồi với miền Tây mình có câu đó đó. Mà con cá nào xảy là con cá nó bự. Trời. Tiên làm cái má trái mình làm cái má phải. Nó như mạng phải với mạng trái. Ừ. Mình em làm hai má rồi. Bên đây. Hai má rồi. Đặt ngược cái tí. Thôi. Ngon. Đặt chi để ăn cái cục thịt. Ai giận em nói em ngu em chịu chứ mang trong này nó ngon nhất. Đó. Nó đậu ngon. Mấy này. Đậu ngon nhất lắm mà. Ngon. Mấy ông già ăn cái gì mà cho ông cái mình cái đuôi ổng giận mà con cá mà cho cái đầu là ổng vui. Cá lù đù cho đầu ổng vui không? Vui. Ăn cá lù đù cho đầu đầu đâu có gì đâu ăn sẵn mà. Em nói anh cá nước ngọt mà nhưng cá dồ chó đó anh cho cái đầu có vui không? Nhưng mà cá ăn thì cho cái đậu vui à. Cá ruột chó ăn cũng ngon mà cá bự á. Cái đậu có ở đâu ăn? Cá ruột chó rồi cái đậu nó xương rồi. Ôi đây cái này nè. Nút lên. Béo. Rồi, rồi, cá này ăn ngon cá chê ta. Ngon hơn rồi mà. Còn, cá, còn gì nói nữa. Cá nước mặn. Tao nói ba đồng mới đàn ông đi chợ mua cá này đã mắc rồi. Cái này cá nước mặn hả? Cá nước mặn. Ừ. Nhưng mà nước lợ lợ nó cũng sống được luôn. Nước lợ cũng sống. Con cá này nó vô trong sông nè, lớn rồi sông bự qua á, cho bắt dính á, chứ không phải bắt ngồi biển đâu. Tại giờ ngồi biển con nó sống được. Ở trong sông mình giờ cũng nước mặn mặn nó gì? Ừ. Nước chè. Mua ở đâu thì nó vô đó thôi. Sông ngồi qua mình có cá sấu không mọi người? Có, đôi khi cũng có. Đó đôi khi có. bị ga á. Nóng hở mà kia nó bắt được con nuôi 7 kg. Gì hả? Sợ nuôi ga. Gì? Bị ga. Trời giờ đâu dám tắm sông nữa hả? Mình thấy tao cũng lội như vậy. Ghê vậy? Đôi khi người ta nuôi cũng bị sốc. Sốc chuồng. Xong sao? Nằm khi bên Bạc Liêu nó bò ra, bò về đây. Sao tao dám lội trời? Bạc Liêu lội sỉ hoài luôn á. Bệnh được có xấu lắm. Rồi bây giờ hết chứ. Mấy chục. Hết dám tắm sông. Nó là Cà Mau phải không? Nó chảy anh thấy hết thấy không? Ngay còn đó cá sấu à, còn á, lỡ có xảy ra cũng sao. Này cá sấu à, nuôi đẻ. Cá sấu bự mà mình nó cắn mà chi. Còn 70-80 kg cả 100 kg. Về chừng 50 kg là 40 kg là nó cắn mình được rồi. Nó xuống nó quậy mình cái nổ quậy luôn. Nó ngậm nó xây một cái một là mình xong. Đi mình xuống nước mình đâu có thế đâu. Nó quay mình thì mình cũng quay luôn. Mình quay theo nó. Mình quay cuồng. Quay cuồng. Đừng 30-40 kg là xuống xong mình làm hết lỡ nè.
Trên bờ cũng chắc là trên bờ mới làm cũng không lại. Trên bờ nó gượt chạy xuống vườn luôn chứ. Cái con nó bự lắm á, nó nhảy nó chạy nhanh lắm á. Nó mạnh. Thấy nó gì chứ nó nhanh lắm. Nó bò nhanh lắm á. Mà nó mạnh. Thấy nó nằm im ghê đó, đụng tới nó nhanh lắm. Mấy năm nay cá sấu nó bị rớt giá nên đã ít nuôi, chứ mấy năm trước cá sấu có giá rồi nó dữ vậy. Giờ cũng còn nuôi nhiều lắm. Cạnh bên Liêu. Được. Biết sao không? Vẫn có phi quá trời nhiều. Người ta nuôi mới có lời. Mình đây nuôi lẩu giống. Thịt cá sấu ăn cũng đâu có ngon rồi đâu. Trời ơi, tinh gừng nè. Tinh gừng nè. Sáu có ăn rồi. Không, con bự á, ăn thì quả mai đỡ đỡ mấy con nhỏ là thôi. Cua. Mà thường thường nó cỡ hai mấy ba chục ký bán trời. Đâu có nuôi cá chậm ký đâu. Nuôi phải làm giấy tờ mà không xin phép là tôi nuôi mới nuôi được. Đó đó là của trong người động vật quan dã. Chứ là phải muốn nuôi đâu. Đặt đó nghe thịt cá sấu ngon muôn lần ăn rồi. Nghĩ giả từ tới giờ. Tinh gừng không? Ừ, ăn được. Lớn. Nó ngon. Tại vì nó lột da hết nó bán thịt xong rồi. Đâu còn da đâu. Nấu canh chua phải cay cay mới ngon nha mọi người. Làm người ăn hết không được thì mình ớt bỏ lại một tí. Sườn phải có ớt. Ngon ăn bữa cơm bữa nay ngon gì đó. Bữa này ngon này tí. Bữa này ngon vậy. Đặt lên thịt dưới đây. Cái đó bong bóng nè, cái này bong bóng là ngon lắm. Ôi, tự nhiên cái tròn răng bong bóng. Trời, trời bong bóng cá ngon nhất luôn á trời. Nhớ ăn đi. Thịt, không muốn ăn thịt. Thịt đó. Bong bóng cá ngon lắm hả? Ăn thử rồi trời. Giòn giòn quá không? Ừ. Giòn béo béo. Dạ. Trời ơi, ngán được. Đúng rồi. Nó mà mỡ nó. Thì nó giòn nó béo mà. Nhưng mà thật sự nó không có mỡ đâu. Nó quá ăn béo, vụ ăn béo, ăn cái đầu. Không, thì con béo mới bằng bằng ốc được chứ. Ốc cái đầu, ăn ốc cái đầu. Chị không có qua chết cái đầu thì giả tới ngày mai không hết. Hả? Đầu mà giả tới ngày mai không hết cái đầu. Có gì đâu giả. Có gì đâu giả da. Có thương không? Mình ở đây á, mình nấu canh chua cá ngát á thì mình có gia vị đủ. Còn người ở biển á, ta nấu canh chua cá ngát là ta đâu có gia vị như mình đâu. Ta chỉ có bắp cải, cà chua với đậu bắp này kia bán thôi chứ rau nhút với bông điên điển, lục bình đâu. Đâu có đâu. Chỉ có bông điển khó mua thôi chứ còn nó chưa mua thì có. Đâu có anh, lục bình đâu trả tới dưới đâu. Bình không có, bình điển không có. Rau nhút cũng ít luôn. Rau nhút xuống dưới héo hết. Dùng cá máu hả? Cũng có chứ. Có. Mà ít, đâu có đủ như mình. Nên. Có hiếm là bông lục bình với bông điên điển. Phải. Rồi mấy cái có. Lục bình với bông điên điển trâu dưới thì nước mặn nó chết trơn. Đâu trôi tới dưới. À, vậy là ở dưới đâu có rau ăn gì mình nữa hả? À, có, nằm chỗ cũng có chứ, như giờ mà biển sông đốc rồi thì bây giờ lục bình cũng nhóc à. Con trời dưới sáu đi làm chứ. Không, nước mặn ăn không được nên nó cứng ngắt à. Trong nước ngọt. Trong nước ngọt thôi chứ ra nước mặn là cứng ngắt liền à. Nước mặn lục bình đâu sao không được đâu. Mà hơi giả là nó cũng cứng rồi. Sông đốc mùa nào có con guốc chua làm sao? 7-8. 7-8 đặt giùm con dài hủ đi. Guốc chua. Guốc làm bánh chua. Guốc làm bánh chua. Chấm với thịt ba gọi nha. Tắt đi. 7-8 hay 4 năm gì đâu quên rồi. Làm nhớ rồi. Tháng rồi có guốc. Guốc chua nó mà chỉ cần dầm ớt với chanh rồi vô hay ăn cơm nấm cũng ngon nữa. Mà chấm ba gọi mới đặt. Mình mập mà mình mê món ác ác không ạ. Chứ cái dùng mà cháu Nguyễn Văn Thời đó, lục bình bây giờ còn hơn mình đây nữa. Không, con đang ghiền con món guốc chua đó. Giáo coi mùa nào mua con dầu nha. Rồi. Cái đó dùng xong đất là nhóc. Đạp cái xương rồi bóc luôn à. Hả? Ngon quá bảo. Hầu như là 4 người ăn hết nguyên chảo canh chua thì sao á. Hết luôn rồi, còn nữa. Nó ăn cạn bò tâm sự luôn. Còn gì đâu nữa mà khóc với sao. Thấm đẫm tình đời luôn. Còn cái này gỡ lạnh như cưa.
thôi cho nghiệp nó lạc bài. Mẹ kể cái sự tích mua cá ngát của mẹ cho khán giả nghe mẹ, cháu mình mua cá ngát làm sao? Sao mẹ? Kể nghe, trời trời. Dạ. Kể nghe, kể khán giả nghe sáng mẹ mua cá ngát làm sao đó. Miếng làm cá hết luôn. Sáng mẹ mua làm sao mà được hai cá ngát đó. Dứt dớt rồi còn. Kể mẹ. Chân rồi, có bà đó bán cá ngát. Có một bà đã bán cá ngát. Có bà bán hả? Có bà một bán hả? Còn hai con duy nhất à? Bà kia lại hỏi. Bà nói hỏi làm sao? Hỏi ký nhiều. Nói 120 ngàn. Bà kia che mắt vừa quay lưng qua kia ở đây shop liền. Thế rồi bà quay lại bà mua. Cái này đúng là mua dành giật. Nghe hỏi 120 bà quay đi mừng hết biết rồi hả? Ừ. Bà quay đi là tranh đủ hút đi, liền. Đi hết chợ không có cá ngát. Vừa thấy bà quay đi là hút liền. Quá trời mừng. Sợ bà quay trở lại bà hút. Không rồi chứ mấy người đi câu với xẹt mới có thôi. Tập giỡn rồi. Mà tết là xíu nữa là không có cá ngát ăn rồi. Xíu rồi. Ngày tết này ta cũng nghĩ là đâu gì kia. Ừ, ta trả giá ta để đó đó, hồi ta lại ta mua đó. Bà kêu tôi lại. Cá nãy tôi hỏi đâu rồi? Còn đâu nữa? Còn gì nữa đâu mà không có sầu. Cái đó là có hoài luôn á. Đâu. Cũng ý là đi đằng kia có đúng không? Mà không ngờ đằng kia không có, quay lại mất tiêu rồi. Kiểu làm giá tặng cho là bớt kiểu ba ba che mắt á. Ờ, che mắt thì miền Tây thì mua cái dưỡng quay trả giá một cái chứ thì trả đi thì tuyệt chiêu là phải quay lưng đi một cái không quay lợi thử rồi bán không có kêu không thử có kêu không nếu mà tao không kêu mình quay lại không kêu đi luôn. Ai về đâu bị mẹ tư hút thiệt cái đó cũng như là thử cái kiên trì á coi bà nào mà ấy trời ơi tàu dữ vậy. Nói gì chứ mà đi mua hàng trả giá cũng phải chuyện thường đó nha. Cũng phải mà chỉ là cân não lắm đó. Cũng phải dùng não lắm đó. Trả giá đâu phải nhầm người trả, tao bán nhầm người trả tao không bán. Rồi con đi chợ con không dám trả giá. Người ta nhớ hỏi cái này bao nhiêu chị? Nói 80. Vậy bán em 82 đi chị. Rồi tao bán liền à. Chắc cố luôn á. Nếu mua đồ mua nhiều quá thì mình trả giá nữa, thích trả giá làm gì nữa. Mới giờ nói chung là có ra buôn bán rồi biết. Ví dụ 50 ngàn, ai bán cũng lời. 20 ngàn trả chi mất câu. Mình mua có 10 ngàn. Ví dụ mình mua cá mà ký ví dụ 7-80 thì mình mua 4-5 kg gì mình trả còn mua cái nửa kilo thôi trả làm mẹ gì. Nói vậy phải không? Đúng rồi. Ít quá trời trả làm chi. Đúng rồi. Mua số nhiều á. Trời ăn hết chảo cũng hết. Còn mua đồ ngoài chợ cũng không trả giá. Mắc cỡ không dám trả. Úc đâu trả làm chi đâu. Ta bán vậy người ta đâu bớt đồ trả. Với lựa mấy người nào mà bà cụ nào dài già bán rau rồi á, ngồi bán rồi đó, là mình mua cái chỗ đó. Nó vừa mua mình có ăn mà mình vừa giúp cho bà bán mau hết luôn. Nhưng mà bà trẻ trẻ không mua hả? Thì lựa người già mua trước. Hỏi ai vậy? Trời nói tiếng Việt đi, người Việt Nam làm gì vậy đâu đó. Bữa nay vô nhiêu lắm à. Trời, sạch sẽ nồi canh luôn á. Sạch trơn nồi canh luôn á. Không biết ngon không mà nó trời không biết. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Nhiều Quên TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người.